nay vắng vẻ quá rồi nè. À, bữa nay đông hơn mọi bữa rồi đó chú. Đông rồi. Dạ đúng rồi đó, đông hơn á. Đông hơn. Tờ bắt đầu làm việc. Mời nhân chứng. Dạ tôi là Tư Mắt Kiến, tôi là nạn nhân của vụ án này. Dạ. Trời ơi sao bị thương, sao mà hai vợ chồng bị thương trơn trổ vậy? Dạ không phải, không phải. Dạ, dạ tôi Phan Minh Cuốn là hàng xóm của ông Tư. Tôi cũng là nạn nhân của cái vụ án này. Nhà tôi cũng sắp sửa bị sập rồi. Mong quý tòa xem xét giải quyết giùm. À, xin lỗi nghe, thấy hai người bị thương nên tôi tưởng vợ chồng. Vậy không phải hả? À, thôi được rồi, xin mời hai người chứng ngồi xuống thấy không? Chuyện đâu còn có đó nữa. Ông bà cứ yên tâm đi, luật pháp nghiêm minh mà. Bắt đầu nha. Cho bị cáo vào. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Dạ kính thưa anh tổng giám đốc, gấp quá đâu có đèn còn theo kịp. Dạ thưa tòa, 10 giờ rồi. 10 giờ rồi. 10 giờ rồi. Các anh chị là bị cáo, vậy mà đi trễ để đi quan tòa ngồi đợi các anh chị vậy á, con có được không? Dạ quan tòa thông cảm, tại vì tụi tôi làm việc nó quen vậy rồi, bây giờ sửa nó khó lắm. Quen gì quen? Bị cáo phải biết điều chứ. Dạ, em xin rút kinh nghiệm à. Ngồi xuống đi. Dạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Kiều Thu, số nhà là 590. Biết rồi, cái đó trong đó có ghi rõ trong hồ sơ rồi, tôi đọc rồi. Bây giờ vào thẳng trọng tâm nè. Viện kiểm sát á, truy tố các bị cáo về tội tham nhũng. Các bị cáo có nhận tội hay không? Em có làm gì đâu, em chỉ giúp cho sếp thanh toán mấy chục tờ hóa đơn khống mà, em đâu có tham nhũng đâu. Quan hả? Thông đồng làm giả sổ sách, giấy tờ để rút ruột công trình, hàng trăm tỷ đồng mà quan hả? Dạ thưa tòa, làm gì có hàng trăm tỷ ạ. Dạ, trong cái đợt vừa rồi á, dạ cỡ như thư ký quèn như em chỉ có được 5 tỷ ạ. Dạ em nói thiệt, dạ tòa thông cảm này, em chỉ được có 5 tỷ ạ. 5 tỷ? Dạ. 5 tỷ là 5.000 triệu. Trời ơi, cả đời làm việc của tôi chưa chắc gì tôi được một cốc cái con số nữa à. Vậy mà chết à. Dạ, em xin thề á, em chỉ được có 5 tỷ thôi. Dạ, mong tòa chiếu cố. Dạ, phận em liễu yếu đầu tơ. Thôi, biết rồi. Để tòa xem xét. Có kiến gì không? Dạ không ạ. Có kiến gì không? Dạ tôi cũng không. Thôi được rồi, bị cáo về chỗ ngồi đi. Tòa mời bị cáo Trần Văn Hai. Dạ có con. Dạ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn. Trời ơi, cái đứa trẻ tốt nghiệp đại học lộ giỏi, có trình độ kiến thức gì mà. Dạ quay cho con lắm tòa ơi. Sao quan? Dạ nhỏ lớn đâu có đi học đâu mà có tốt nghiệp đại học. Thôi đúng không? Không đi học, không tốt nghiệp thì sao có bằng cấp? Dạ tất cả đều là bằng cấp giả hết. Giả hả? Dạ nhỏ lớn chân trâu, không học gì hết trơn, không biết chữ. Rồi cái anh tổng giám đốc kêu về làm giám đốc ngồi tập ký tên không à. Rồi mỗi tháng lãnh 5 triệu. Có chuyện nữa. Dạ. Hiểu. Dạ. Cậu là con chốt thiếu mạng phải không? Không biết nữa. Nay tòa không có được quyền nói như vậy nghe chưa? Tòa cho bị cáo ngồi xuống. Dạ, cảm ơn tòa. Trường hợp này hội thẩm có kiến gì không? Dạ không ạ. Dạ không. Không sao mặt buồn quá vậy? Bằng giả thì tháng 5 triệu, còn bằng thiệt như em. Thôi. Tiếp tục. Tòa mời bị cáo Bùi Hùng, tổng giám đốc công ty. Dạ. Bị cáo có biết là cái tội của bị cáo quá nghiêm trọng không? Bị cáo có biết rằng là bị cáo đã giết hại biết bao nhiêu người không? Trời ơi, quan cho tôi lắm tòa ơi. Cả đời tôi rất là hiền từ,
Con kiến nhỏ xíu tôi còn không dám giết mà. Trời ơi, con kiến không dám giết, nhưng mà chính cái hành vi mà bớt xén vật tư nguyên liệu đã làm cho các công trình giao thông xuống cấp nghiêm trọng, gây ra những tai nạn giao thông, làm sập các tòa chung cư, gây thiệt mạng cho biết bao nhiêu người. Bị cáo cô cùng lương tâm hung. Quan tòa ơi, quan cho em quá, đâu phải một mình em ăn 200 tỷ đâu quan tòa. Em còn phải biếu ông này miếng, biếu bà kia miếng. Ăn thì ăn chung. Em còn nói thiệt với quan tòa, em còn không có bao nhiêu đó. Vậy là quan cho em quá trời. Quan là sao quan được? Bởi vì dù sao bị cáo là chủ mưu. Nội riêng cái vụ cái cây cầu không á, là bị cáo đã làm thiệt hại cho nhà nước cái hàng trăm tỷ đồng rồi. Đó là chưa kể là những cái nhà dân mà ở xung quanh cây cầu đang bị sụp lúng, đang bị lúng dần 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 mới đền bù cho cái đó. Không có, cái đó không có. Riêng cái công trình đó là em không có không có ăn trận mới kìa. Cái công trình đó là đâu có nhà ai sập đâu. Ông nói gì mà nghe không được hả? Nhà tôi sập chứ ai không sập là sao? Thôi, các bà chị với bình tĩnh lên nha. Có gì từ thông thả nói nha. Dạ thưa quý tòa, nhà tôi á nằm ngay con đường đó đó, cái con đường nó cắt ngang nhà. Trời ơi tôi mừng quá vì được nhà mình thành mặt tiền. Mừng chưa được bao lâu á thì thấy có nguy cơ bị sập. Đó, sập rồi chứ còn gì đâu mà có nguy cơ nữa. Bữa trước vậy tôi đang ngồi cuốn bánh cuốn vậy đó, đang ngồi bán vậy, tự nhiên cái miếng bê tông rớt xuống cái tôi đưa tay tôi đỡ lên cái. Tò coi vậy nè. Vậy nè. Vậy sao bán bánh cuốn còn tay sao cuốn? Thấy không? Gần cái tháng nay á hả? Tôi thất nghiệp đó tòa có biết không? Dạ mấy ổng nói vậy mà con tòa nghe coi chịu nổi không? Thấy làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp làm ăn sinh sống của người ta hay không? Mà chịu nói kinh nghiệm nha. Tôi nữa, trên đường tôi đi làm về sụp một cái ổ voi, té xuống, té chưa hết đâu. Té xuống cái chân vừa chống vô cái cục đá nhỏ văng ra, trợt qua đập đầu vô cục đá lớn, bể luôn. Thôi, bây giờ hai anh chị cứ bình tĩnh ngồi xuống nha. Cái vụ này tôi có đọc báo tôi có biết rồi. Dạ. Bị cáo phạm tội quá nghiêm trọng, bị cáo có thấy hậu quả của mình gây ra chưa? Dạ, thưa quan tòa, em cũng rất là hối hận à. Nhưng mà quan tòa nghĩ lại coi, bây giờ mà quan tòa nhốt em á là làm sao em sửa chữa lỗi lầm được? Nhốt rồi làm sao sửa chữa? Dạ. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Xét hành vi của ba bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xét hoàn cảnh của địa phương đang đẩy mạnh công việc chống trộm cắp của công, xét thái độ ngoan cố quanh co chạy tội, dù tội của các bị cáo đã rõ như đèn thắp ban ngày. Tòa tuyên án. Xin lỗi điện thoại nha. Alo, ai vậy? Anh Hai á? Dạ, đang xử anh. Dạ, gần sắp sửa tuyên rồi. Dạ, anh cứ yên tâm. Dạ. Tòa tiếp tục. Trở lại. Xét không khí oi bức của mùa hè nóng nực, xét giá cả đang tăng lên từng phút, từng giờ, xét dịch cúm gà đã qua trong sự vui mừng của bà con nông dân. Tòa tuyên án. Ba bị cáo phải dành thời gian nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm của mình, và mỗi người phải chịu nộp phạt với số tiền là 50.000 đồng. Chứ bằng quan rửa con gà cho em nước mướt à. Trời ơi, vậy là 10 đĩa bánh cuốn nhân thịt mà không có trả gì còn đâu là. Tôi đề nghị hai người tôn trọng tòa đi. Ồn ào quá à. Tòa đã xử vậy rồi. Nghe nói tiếp nè. Các bị cáo có ý kiến gì không? Dạ, ở đây tôi không có 50.000 à. Không sao. Nếu bị cáo không có 50.000 ở đây á, thì một lát nữa bị cáo nộp cho bên thi hành án, nghe không? Ngay sau phiên tòa này cũng được. Dạ, ý của tôi là không phải như vậy. Tôi muốn nộp phạt 1.000 đô ạ. Con có 1.000 đô đó. Dạ, em cũng nộp 1.000 đô ạ. Trời ơi, nhiều vậy tòa lấy tiền đâu mà thối. Dạ, không ạ. Thôi cần thối ạ. Dạ, tình nguyện ạ. Tình nguyện không thối. Dạ. Không được. Luật pháp là phải nghiêm minh, phải trừng trị thẳng tay không khoan nhượng. Tòa không cho phép các bị cáo lấy một xu tài sản của ai,
cũng không cho phép ai lấy một xu tài sản của các bị cáo, bởi vì đó là tài sản của công dân, hiểu chưa? Dạ thưa tòa. Dạ. Em xin đại diện cho hai đứa em tình nguyện gom lại 3.000 đô này để gửi cho quý tòa xung vào quỹ để giúp cho trẻ em cơ nhỡ bất hạnh à. Từ thiện. Dạ. Một nghĩa cử thật là cao đẹp, một nghĩa cử đáng được tuyên dương và đáng để cho chúng ta học tập. Ôi, nếu tất cả mọi người đều có tấm lòng nhân ái như các bị cáo đây thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Ôi, ôi, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần của các bị cáo. Tuy nhiên tòa nhất định sẽ trả lại số tiền dư cho các bị cáo. Các bị cáo cũng phải thông cảm, phải nên biết rằng là lúc này tiền mặt đang khan hiếm lắm. Bởi vì vậy cho nên các bị cáo có quyền lấy lại cái tiền thối đó bằng một trong những các vật dụng ở trong cái phòng xử này. Thí dụ như là một cái móng ngựa chưa đánh gặt ni, một cái ghế mới thay điện mới. Tòa biết bị cáo rất là khó xử cho nên đã chuẩn bị cho phương án thứ hai. Bị cáo thứ nhất tiếp tục được lãnh thầu xây dựng. Dạ dạ được à. Bị cáo thứ hai tiếp tục làm giám đốc, ký giấy tờ thêm 2 năm nữa. Cảm ơn ông ạ. Bị cáo thứ ba tiếp tục thanh toán thêm 35 tờ hóa đơn. Tòa tuyên bố giải tán. Chúc mừng, chúc mừng. Rồi. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nha. Thôi bây giờ kéo về quán em đi, mình ăn mừng ha. Đi xuống nạp tiền. Đi xuống nạp tiền trước. Đi. Cái gì vậy? Mà đi đâu vậy? Tôi đi theo họ. Gì? Học cách làm giàu. Đó thôi. Cách làm từ thiện. Không biết gì hết hả? Tôi đi chợ tôi với.